Lan Hương xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đang đến với tin tức 24 giờ TV. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Tổng thống Trump đau đớn khi phải đơn thương độc mã chiến đấu hậu bầu cử. Ông Obama lý giải nguyên nhân ông Trump đạt số phiếu bầu kỷ lục thông điệp trái ngược bất ngờ của Tổng thống Trump và ông Biden trong lễ tạ ơn. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết có trong chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tổng thống Trump đau đớn khi phải đơn thương độc mã chiến đấu hậu bầu cử. Trong khi Trump không ngừng tuyên bố theo đuổi cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử, các thành viên trong chiến dịch của ông ngày càng trở nên im lặng. Một số trợ lý trong chiến dịch của Tổng thống Donald Trump đã đi nghỉ lễ tạ ơn, nhiều ngày qua chiến dịch của ông cũng không tổ chức họp báo về nỗ lực pháp lý nhằm đảo ngược kết quả bầu cử thay vào đó là các bài đăng twitter và video trên youtube của luật sư rudy giuliani tim miltop giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của trump cũng không có bất kỳ bài đăng nào trong một tuần qua một quan chức cấp cao trong chiến dịch thậm chí mô tả giám đốc bill Stepien như người mất tích quan chức cấp cao giấu tên nói không ai trong chiến dịch này thực sự làm việc. Trong khi ở Washington, Trump đã công khai tuyên bố không nhiều bộ hành vi gian lận bầu cử và quyết tâm theo đuổi cuộc chiến pháp lý. Ông cũng tự tin rằng mình sẽ sớm thắng thế trong cuộc chiến này. Tổng thống Mỹ đăng trên Twitter hôm ngày 23 tháng 11. Chúng tôi đang hoạt động hết tốc lực để tiến về phía trước. Hầu hết thành viên của chiến dịch đều đã trở về nhà nghỉ lễ, một cố vấn của chiến dịch nói, chỉ còn lại rất ít nhân viên. Rất ít cố vấn của Trump tin rằng cuộc chiến pháp lý do luật sư Giuliani dẫn dắt có cơ hội thắng. Cuộc chiến này cũng đang tạo ra những dạn nứt trong Đảng Cộng Hòa, gây chia rẽ giữa những người thực sự tin tưởng Trump với phần lớn thành viên khác của Đảng. Stephen Morf, cố vấn kinh tế không chính thức của Trump nói, cánh cửa đang đóng lại. Ông ấy có cơ hội tốt để tranh cử vào năm 2024, nhưng nếu muốn làm điều đó, ông ấy không nên để tượng đài của mình bị hoen ố bởi hình ảnh của một kẻ thất bại thảm hại, không chấp nhận thua cuộc. Mỗi ngày trôi qua, Trump cùng chiến dịch của ông đã phải hứng thêm đòn dáng và nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử. Hôm 24 tháng 11, Pennsylvania đã xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Đồng thời, Nhà Trắng cũng thông báo Tổng thống đắc cử sẽ sớm được nhận báo cáo tình báo hàng ngày. Trước đó, cơ quan dịch vụ công GSA đêm ngày 23 tháng 11 chấp thuận để nhóm chuyển giao quyền lực của Biden tiếp cận các nguồn lực và dịch vụ của chính phủ. Tại đôi Capitol, các thượng nghị sĩ của bang thường ủng hộ Trump như Tây Virginia, Tennessee và Louisiana cũng bắt đầu kêu gọi Tổng thống Mỹ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực và tránh làm hỏng các di sản của ông. Ngay trong Nhà Trắng, tránh văn phòng Mark Meadows đêm 23 tháng 11 cũng chỉ thị các nhân viên hợp tác với nỗ lực chuyển giao quyền lực. Ông cũng nhắc nhở các nhân viên, Công việc của chúng ta ở đây chưa kết thúc. Kết quả bầu cử chính thức sẽ có vào ngày 14 tháng 12 khi đại cử tri đoàn bỏ phiếu bầu tổng thống. Với chiến thắng phiếu phổ thông tại các bang trọng yếu, Biden gần như chắc chắn sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronald Martiano nói trên Fox News, ông ấy sẽ để mọi quy trình diễn ra. Nhưng điều đó không đồng nghĩa ông ấy từ bỏ cuộc chiến này. Trong những lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng, tổng thống Trump cũng từ chối trả lời các câu hỏi của báo giới về việc ông có nhận thu hay không. Trump đã tránh trả lời báo chí trong 21 ngày, một điều khá bất thường với một người thường xuyên xuất hiện trước truyền thông như ông. Tuy nhiên thì tài khoản Twitter của Trump vẫn tràn ngập các bài đăng và chia sẻ các tweet khác. Ngoài Twitter, tổng thống Mỹ không bình luận điều gì về cuộc bầu cử trong những tháng qua. Một nguồn tin thân cận với nhà Trắng nói rằng tới hôm 23 tháng 11, Trump đã thay đổi sau khi chứng kiến phản ứng của mọi người với cuộc họp báo mà đội ngũ luật sư của ông tổ chức vào tuần trước. Một người trong chiến dịch của Trump cũng như các thành viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa đã cố gắng tránh xa sự kiện mà họ mô tả như là dạp siếc hay nỗi hổ thẹn quốc gia với đầy dẫy những thuyết âm mưu vô căn cứ này. Các cố vấn đã nói với Trump rằng ông có thể không thừa nhận thất bại nhưng nên cân nhắc tới di sản của mình và bắt đầu quá trình chuyển giao. Một quan chức hàng đầu của Đảng Cộng hòa nói, tổng thống được nghe về những hậu quả ông phải đối mặt và ông nổi cơn thịnh nộ, một quan chức hàng đầu của Đảng Cộng hòa nói, điều đó mất nhiều thời gian hơn so với những gì mà mọi người nghĩ lúc đầu. Ngay cả một số người dẫn chương trình của các hãng truyền thông yêu thích của Trump cũng có chung quan điểm với các thành viên Cộng hòa. Tucker Carlson, người dẫn chương trình của Fox News, đã chỉ trích luật sư Sydney Powell, người bị gạch tên khỏi đội pháp lý của Trump hôm 22 tháng 11 vì từ chối cung cấp bằng chứng chứng minh các cáo buộc gian lận bầu cử. Russ Limbaugh, người dẫn chương trình phát thanh bảo thủ, cũng cho rằng chiến dịch của Trump đã thổi phồng về gian lận bầu cử. Limbaugh nói, điều đó không tốt. Laura Ingraham, người dẫn chương trình của Fox News nói Trừ khi cuộc chiến pháp lý có thể thay đổi mọi thứ một cách đột ngột và khó tin, Joe Biden sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới. Một cố vấn cấp cao trong chiến dịch của Trump nói rằng, Đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump cũng nói rằng, Đội ngũ pháp lý của Tổng thống chỉ đang cố gắng giúp thiết lập nền tảng công bằng hơn cho cuộc bầu cử quốc hội giữa năm 2022 và bầu cử Tổng thống vào năm 2024. Họ đang cố gắng để mọi người thấy chiến dịch có thể thiết lập. Điều này cho những cuộc bầu cử tương lai sau năm 2020. Cố vấn này nói, chúng tôi muốn tập trung vào tương lai để có thể có khởi đầu mới. Nhiều người thân cận với Tổng thống Trump cho biết, dù vẫn công khai tuyên bố không nhận thua, ông thực chất đã âm thầm thừa nhận kết quả. Ông cũng đã bắt đầu nghĩ tới tương lai sau khi rời Nhà Trắng, từ xây dựng bộ máy chính trị của Trump, đầu tư vào công ty truyền thông cho tới tái tranh cử vào năm 2024. Một số thành viên khác trong gia đình Trump cũng bắt đầu hoài niệm về 4 năm qua. Trên Instagram, con gái và đồng thời là cố vấn Ivanka Trump đăng những bức ảnh cũ của gia đình cô tới thăm nhiều địa điểm khác nhau ở Washington hay là tham dự các sự kiện. Ivanka viết, khoảng thời gian này trong năm luôn gợi nhắc những kỷ niệm tuyệt vời Nhà Trắng. Cô cùng chồng là Jared Kushner, cố vấn của Trump, dự kiến sẽ rời Washington vào năm tới. Ông Obama lý giải nguyên nhân ông Trump đạt số phiếu bầu kỷ lục. Theo dữ liệu của Fox News, Tổng thống Donald Trump đã đạt được 73,9 triệu phiếu bầu phổ thông trong cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Dù thấp hơn đối thủ Joe Biden khoảng 6 triệu phiếu, nhưng ông Trump đã phá kỷ lục của ông Obama và trở thành Tổng thống Mỹ đương nhiệm giành nhiều phiếu phổ thông nhất trong bầu cử. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hôm 25 tháng 11, ông Obama cho rằng một phần lý do khiến người kế nhiệm nhận được nhiều phiếu bầu như vậy là nhờ chiến lược của Đảng Cộng Hòa, khi đảng này dường như phát đi thông điệp rằng nam giới da trắng đang trở thành nạn nhân của xã hội Mỹ. Theo Guardian, ông Obama dù không nhắc trực tiếp nhưng ngầm nhận định rằng chính quyền của ông Trump về cơ bản đã thất bại trong việc bảo vệ người Mỹ và đảm bảo an toàn cho người dân. Ông Obama lý giải, Điều tôi cảm thấy thú vị là việc Đảng Cộng hòa khiến các cử tri tin rằng nhóm năm giới da trắng đang là nạn nhân của xã hội, rằng họ đang bị tấn công. Không có số liệu, dữ liệu lịch sử hay kinh tế nào chứng minh điều này, nhưng các cử tri thì vẫn có niềm tin chân thành vào thông điệp này. Sau đó khi người dẫn chương trình hỏi rằng ông phản ứng ra sao khi vấp phải những chỉ trích từ những người da màu rằng ông không làm được gì nhiều cho họ khi còn ở cương vị tổng thống. Ông Obama nói: Tôi hiểu điều đó, vì khi tôi đắc cử, có nhiều niềm hào hứng và hy vọng, và tôi nghĩ rằng chúng ta đang coi vị trí tổng thống gần giống như một người nắm quyền lực to lớn. Điều này có nghĩa là một khi tổng thống đã nhậm chức, người này có thể làm bất cứ điều gì, và nếu không làm, dư luận sẽ cho rằng đó là do người này không muốn làm. Ông Obama cho rằng, trong những năm cuối trong nhiệm kỳ, thượng viện do Đảng Cộng hòa nắm đa số đã chặn nhiều nỗ lực và chính sách của ông. Ông cũng bày tỏ quan ngại rằng kịch bản này có thể tái diễn nếu ông Joe Biden nhậm chức tổng thống vào năm sau. Hiện cuộc đua giành ghế ở thượng viện vẫn đang tiếp diễn một cách gay cấn, khi hai ghế ở bang Georgia sẽ quyết định xem Đảng dân chủ hay Cộng hòa sẽ nắm quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này trong 4 năm tới. Ông Obama nói: "Tin tốt là tôi rất tự tin về những điều mà tôi đã làm cho người da màu, vì tôi có các số liệu thống kê để chứng minh điều đó." Ông này cũng viện dẫn chính sách của ông giúp người da màu tăng thu nhập, giảm tỷ lệ nghèo đói và tăng khả năng tiếp cận với y tế. Thông điệp trái ngược bất ngờ của Tổng thống Trump và ông Biden trong lễ tạ ơn Tổng thống đắc cử Joe Biden và Tổng thống đương nhiệm Donald Trump đã thể hiện một sự đối lập đáng kinh ngạc trong thông điệp trước ngày lễ tạ ơn. Theo NPR, ông Biden hôm 25 tháng 11 đã có bài phát biểu Ngày lễ tạ ơn tại Wilmington, quê nhà Delaware kêu gọi người dân Mỹ đoàn kết để bảo vệ cộng đồng của mình trong bối cảnh cả nước đang trải qua dịp nghỉ lễ giữa đại dịch. Số ca mắc COVID-19 liên tục lập kỷ lục trong những ngày qua, và hôm 25 tháng 11 là lần đầu tiên số ca tử vong hàng ngày vượt mốc 2.000 người kể từ tháng 4. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống đắc cử nhắc tới việc hàn gắn đất nước trong một kỳ nghỉ đầy khó khăn. Ông Biden nói, Virus đã chia rẽ chúng tôi, làm chúng ta giận dữ, đặt chúng ta vào tình thế chống lại nhau. Tôi biết đất nước này đã mệt mỏi với cuộc chiến, nhưng chúng ta cần phải nhớ rằng chúng ta đang chiến đấu với virus, không phải với nhau. Nhắc tới sự hy sinh của các bác sĩ, y tá và nhân viên tuyến đầu, ông Biden kêu gọi người Mỹ nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống dịch, coi các biện pháp bảo vệ sức khỏe cơ bản như giữ khoảng cách xã hội và đeo khẩu trang là nghĩa vụ của người yêu nước. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC kêu gọi người dân Mỹ ở nhà và hạn chế đi du lịch vào dịp lễ Tạ ơn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Tuy nhiên thì hàng triệu người vẫn di chuyển trong kỳ nghỉ này. Ông Biden cho biết gia đình ông sẽ không họp mặt đầy đủ như truyền thống, mà thay vào đó ông cùng vợ sẽ chỉ ăn mừng lễ Tạ ơn cùng con gái và con rể chỉ một lúc trước đó tổng thống trump có cuộc điện thoại từ nhà trắng tới một sự kiện không chính thức của các nhà lập pháp đảng cộng hòa của bang pennsylvania lặp lại những tuyên bố vô căn cứ về việc có gian lận cho cuộc bầu cử vừa qua ông trump nói bất chấp kết quả bầu cử đã được xác nhận ở một số bang quan trọng bao gồm cả pennsylvania cuộc bầu cử này phải được xoay chuyển hơn nữa quá trình chuyển giao quyền lực cho chính quyền biden cũng đã chính thức được tiến hành ngay sau đó nhà trắng cho biết Tổng thống đã ký lệnh ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia của mình, Michel Flynn. Ông Flynn bị buộc tội nói dối các nhân viên của Cục Điều tra Liên bang FBI về việc có liên hệ với đại sứ Nga khi đó. Ông Trump viết trên Twitter, Xin chúc mừng tướng Flynn và gia đình tuyệt vời của ông ấy. Tôi biết rằng giờ các bạn sẽ có một lễ tạ ơn thực sự tuyệt vời. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức 24 giờ TV cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này mọi ý kiến trái chiều mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo